Vâng, em Ngọc Quang Bắc Giang tiếp tục lên một video về dòng loa chất lượng cao. Đó là sản phẩm của mã loa PC Acoustic PQ12. Đấy, cái này nó bẩn, em soi cái này nó rõ này, cho ngược lại nó dễ nhìn. Anh em tháo ra để giặt rũ luôn, tắm giặt. Đấy, ngược sáng các bạn nhìn rõ không ạ? Đấy, PQ12 công suất là 500W trở thành 8 ohm, nhạy 98 dB. Đấy, các bạn thấy nó đã chưa? Thằng này là Design in Italia. Thằng này là Bartep nhập khẩu và sản xuất tại Ý các bạn nhá, và lắp ráp tại Chile. Công suất rất là khủng các bạn. Rồi, các bạn nhìn thùng cân nhá, thùng hơi đằng trước này. Các bạn nhìn thấy chưa? Ngoài trời nó nắng quá các bạn. Rồi, phần tần các bạn thấy. Phần tần đã đời chưa? Rồi, nắng quá nhìn chắc không rõ các bạn. To lắm các bạn. Đây đây đây, các bạn nhìn giúp em. Ui xồ. Đấy. To. Chả đá. Đã đời luôn. Tắm giặt thế cho các em nói nhá. Đây, lướt qua cái phần vỏ và cái trở kháng của cái hoạt động, công suất hoạt động của nó. Đấy, các vừa được xem rồi. Dạng thùng gỗ, thùng cân nhá các bạn nhá, thùng cân. Rất là đẹp. Và cái quyết định nhất và quan trọng nhất thì nó là đây này. Nó được sử dụng tép và bát gì ạ? Tép thì nó được sử dụng tép solution. Các bác cùng xem. Tép solution hết. Đây, bên em tháo hết ra nhá. Kiểm tra không lai căng à, cái phễu này kim loại các bác nhá. Đấy. Các bác thấy không? Gõ đất nó cong cong. Đấy. Tép solution mã CDX1 -1745. Đã chưa các bác? À, thì nó đã chưa? Tép solution thì cực kỳ là cao cấp rồi, nó sử dụng cho những dòng loa cao cấp. Nó mới lắp cái dòng tép này, chỉ cần nhìn thấy tép này là các bác đã phê rồi đúng không? Tép này thì siêu mắc rồi. Đó, tép này của nó là một đôi tép mà mua eBay thì nhiều tiền lắm các bạn, siêu đắt luôn, cực đắt luôn. Cái này thì nó sử dụng trong những cặp loa cao cấp như em vẫn bán, như Sci-Fi 12 rồi thì cá heo đấy, loa CF cá heo thì nó đều sử dụng cái tép này. Và đặc biệt trên cặp loa này được sử dụng cái bát của bát RCF đấy, các bạn thấy chưa? Bát này thì thôi rồi, tiếng bát của nó thì siêu mạnh và rất là mềm mại các nhá, mạnh mẽ mềm mại. Rồi, cái màng nó nhìn đã chưa các bác? Đấy, nhìn cái form, cái xương nó đã đời rồi, tử có lặng lắm các bạn. Ui da, côn này côn 75 các nhá. Đấy, tử đã đời rồi, mỏng 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 luôn. Các bạn thấy chưa? Nó được sử dụng bát giò xép luôn nhá các bạn nhá, Ý nhá, Italia. Đấy, và thấy đã chưa? Lô sản phẩm này em đang cho anh em tháo ra 10 đôi một, và 10 đôi một để cho anh em vệ sinh cho nó sạch sẽ. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Quang theo những số máy quen thuộc. Vâng, với những cặp loa RCF được sử dụng tép solution này thì em cũng chỉ bán giá yêu thương với các bác là 11 nha các bác nhé, 11 triệu. Giá rất là hợp lý các bạn. Vâng. 11 triệu là em sẽ bao cước cho các bác. Đấy, đặc biệt ưu tiên nha các bác nhá. Đấy, mã cực kỳ kia bác ơi. Đấy, em nhìn. Đấy, anh em rất cẩn thận, từ những cái ốc nhỏ nhất cũng phải cho vào một cái khay. Không bao giờ lẫn lộn đi đâu, không bao giờ mất, không bao giờ lai sang cái dòng loa khác được. Làm rất cẩn thận các bác nhá, rất chu đáo. Đấy. Để kim loại hết các bạn. Đấy, anh bạn này đang giặt rũ cho em nó, tắm rửa cho em nó này. Thì cái loa này không sợ nước các bạn nhá. Đấy. Thấy chưa? Cho em nó bơi nhá.
Đấy, bơi bơi bên ngoài thôi, bên trong nó bông tươm cho nên chỉ tắm giặt bên ngoài thôi. Đẹp ngay các bạn. Cảm ơn các bác rất là nhiều.